Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư. Chào mừng quý anh chị quay trở lại với kênh Ichimoku Club và quay trở lại với video của em Huyền sau phiên giao dịch anh chị nhé. Trong cái video này thì em Huyền sẽ đem đến cho anh chị những cái mã cổ phiếu mà nó đang dần xuất hiện những cái điểm mua T cộng. Tuy nhiên nếu mà mình tham gia đánh T cộng trong giai đoạn này thì mình cần chú ý những cái vấn đề gì? Cũng như là hiện tại thị trường nó đã về đến cái vùng cân bằng để mà chúng ta có thể bắt đáy hay chưa? Và đối với những cái thông tin về hút tín phiếu đúng không ạ? Hút tiền khi mà phát hành tín phiếu đó thì anh chị thấy là nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường. Hiện tại thì chúng ta thấy là thị trường lại tiếp tục áp lực và điều chỉnh thêm rồi, nó không giữ được cái vùng hỗ trợ nào, nó không giữ được cái vùng hỗ trợ 1244 trong ngày hôm nay và đang tiếp tục bị điều chỉnh. Hiện tại thì đối với cái xu hướng hiện tại thị trường trong ngắn hạn nó là một cái xu hướng giảm rồi anh chị nhé. Tenkan Kijun đang hướng xuống rồi, cho thấy cái trạng thái giảm, xu hướng cũng là một cái xu hướng giảm trong ngắn hạn. Vì thế trong giai đoạn này thì về cái việc mà bắt để mà đánh T cộng ấy, thì anh chị mình cũng không nên vội vàng và cũng cần phải lưu ý cái tỷ trọng tham gia. Ok, nếu anh chị mình đang theo dõi video thì vui lòng để lại cho em một nút like này, một đăng ký kênh và thả cho em những cái icon ở phần comment, những trái tim màu tím hoặc là bất kỳ cái icon nào để mà tăng cái độ tương tác cho kênh, cũng như là hỗ trợ động viên tinh thần của em Huyền để ra thêm nhiều những cái video. Nó mang lại những cái điều cho anh chị tham khảo trong giai đoạn mà thị trường nó vẫn đang có những cái biến động và khó khăn như thế này anh chị nhé. Ok, thì đối với thị trường của chúng ta ngày hôm nay thì anh chị thấy là tiếp tục bị điều chỉnh này, thì khả năng tiếp theo thị trường sẽ lùi về tiếp về những cái vùng hỗ trợ 1220. Tuy nhiên có những cái mã cổ phiếu thì nó đang ở gần những cái vùng hỗ trợ trong ngắn hạn, vì vậy nó vẫn sẽ có được những cái nhịp hồi ngắn hạn. Nhưng nếu anh chị bắt trong giai đoạn này để mà đánh về cái mặt đó là ngắn hạn ăn T cộng ạ, thì mình cần phải lưu ý đó là tham gia với cái tỷ trọng nhỏ thôi, không tham gia quá nhiều. Bởi vì đối với giai đoạn này khi mà tiếp tục có những cái thông tin hút tiền để mà phát hành tín phiếu, thì anh chị thấy là khi mà tiền bị hút ra thì thị trường chứng khoán nó cũng sẽ có áp lực trong ngắn hạn. Và đồng thời là đối với những cái thông tin, đối với cái việc mà phát hành thêm tín phiếu, nó không phải là một ngày một ngày hai, mà nó có thể diễn ra trong một thời gian. Và chúng ta thấy là cái áp lực từ những cái thời điểm trước khi mà cũng có những cái thông tin phát hành tín phiếu thì thị trường rất là áp lực và nó liên tiếp bị điều chỉnh, đúng không ạ? Nên là đối với thị trường hiện tại thì anh chị nhìn về đồ thị thì chúng ta cũng có thể thấy là nó đang áp lực này. Và đặc biệt là những cái tín hiệu phân kỳ âm, phân kỳ đảo chiều nó chưa có bị phá vỡ. Đấy. Chưa bị phá vỡ thì cái áp lực nó vẫn còn. Và đặc biệt là đối với trong khung daily thì anh chị thấy là mất đi những vùng hỗ trợ ở 1240. Nó còn hỗ trợ tiếp theo quanh vùng giá 1220 thôi. Nhưng mà cái vùng hỗ trợ cứng trong giai đoạn này có thể về tận vùng giá 1200, thậm chí là vùng giá 1180 ở đây để cân bằng tích lũy lại. Thì lúc đấy mới là đánh cái trận lớn. Còn trong giai đoạn này để mà đánh T cộng ngắn hạn ấy, thì vẫn có những cái mã cổ phiếu có thể xuất hiện để mua cho anh chị, nhưng mà chúng ta cần phải giao dịch với cái thị trọng nó vừa phải anh chị ha. Thì giai đoạn này em biết là khi mà anh chị đã bán hàng rồi, đã cầm tiền rồi, thì anh chị rất muốn vào lại thị trường và cứ sợ là mình sẽ làm mất cơ hội. Tuy nhiên anh chị cần phải lưu ý cho em đó là khi mà thị trường nó đang áp lực như thế này và nó chưa có những cái gọi là phá vỡ được những cái tín hiệu phân kỳ âm, phân kỳ đảo chiều này, và nó vẫn đang còn những cái thông tin tiêu cực ảnh hưởng đến thị trường, như là cái thông tin về phát hành tín phiếu đúng không? Nên là thị trường nó vẫn có thể nó sẽ bị điều chỉnh thêm. Và chúng ta thấy là nếu mà chúng ta tham gia với tỷ trọng quá lớn, chúng ta bắt đáy quá sớm, thì cái việc mà chúng ta đã chốt lời đã chốt lời ở những cái vùng giá tối ưu rồi mà quay trở lại thị trường quá sớm như vậy thì nó không có ý nghĩa, nó lại còn làm cho vốn của anh chị lại dần dần mất đi anh chị ha. Nên là trong giai đoạn này thì vẫn lưu ý cho em cái việc đó là tham gia thì tham gia bắt T cộng cho vui thôi. Trong giai đoạn này T cộng cho vui, để cà phê cà pháo cho vui, để đỡ ngửa tay ngửa chân đấy đó. Thì chúng ta phải lưu ý về cái thị trọng tham gia là cái thứ nhất. Cái thứ hai là không nên tham gia vội vàng. Vội vàng tức là có những anh chị sẽ dễ ở cái thời điểm mà ví dụ như thị trường nó ngày mai đi, nó tiếp tục áp lực, nó điều chỉnh thêm về những cái vùng giá 1230 hoặc thậm chí 1220, sau đó nó có nhịp hồi kỹ thuật lại, anh chị sẽ rất dễ đu theo cái nhịp hồi
ở cái nhịp hồi. Nếu như bắt ở cái nhịp hồi như vậy và nó là những cái cú bull trap thì anh chị lại 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 đua ở giá cao, lại phải bán ra giá thấp khi thị trường lại tiếp tục bị điều chỉnh. Anh chị nha, nên trong dạo này hãy lưu ý trong cái vấn đề như vậy. Nếu anh chị cần tín hiệu để tham gia vào thị trường, liên hệ ngay với em đi anh chị, trở thành khách hàng của em Huyền. Em Huyền sẽ đồng hành cùng anh chị trên cái chặng đường đầu tư, sẽ đưa ra cho anh chị những cái mã cổ phiếu và vùng giá mua như nào là hợp lý, tỷ trọng tham gia làm sao, và khi nào thì chúng ta sẽ đánh được cái trận lớn. Thì hiện tại cái trận lớn chưa đến thôi anh chị ha. Còn thì có thể 1-2 phiên nữa thì sẽ có những cái điểm mua để T cộng cho anh chị lướt lát ngắn hạn cho vui, nhưng mà cái trận lớn chưa diễn ra. Đấy, thì nếu đối với anh chị nào mà mình muốn tham gia đánh T cộng hay là kể cả tham gia đánh cái trận lớn để bắt đáy vào cái đợt này thì hãy liên hệ ngay với em ha. Có tài khoản tại công ty chứng khoán VBS này, anh chị gắn ID của em Huyền là BCUW. Nếu chưa có tài khoản thì mở mới một cái tài khoản theo cái đường link mà em để bên phần khung chat. Còn nếu đã có tài khoản thì anh chị chuyển ID về là được anh chị ha. Thì em Huyền sẽ xem cho anh chị một vài mã cổ phiếu ha. Thì chúng ta thấy là nhóm nhóm nào hôm nay nó áp lực lớn, đó là tiếp tục là nhóm ngân hàng. Các mã cổ phiếu như Vietcom, VPBank, BID, MBBank, Techcombank, CTG lại tiếp tục bị điều chỉnh, rồi các mã cổ phiếu trụ nữa. Để chúng ta xem thử một vài mã cổ phiếu nhóm ngân hàng hiện tại thì nó có xuất hiện cái điểm mua hay không, để mua trong ngắn hạn hay không ha. Đầu tiên đối với mã cổ phiếu như TPBank, anh chị thấy là TPBank về đến cái vùng mà em đã báo rồi này. TPBank và MSP là hai mã cổ phiếu mà em đã có một cái video phân tích cho anh chị về cái điểm mua ngắn hạn mà anh chị có thể lưu ý đối với anh chị nào muốn mở mua mới trong ngắn hạn, hoặc là muốn cover lại hàng nếu mà bán được ở những cái vùng giá trên rồi, đúng không? Thì có những anh chị nói là làm sao mà về đến đấy được. Bây giờ anh chị thấy là ngân hàng nó đã tăng mạnh, tăng nóng, đúng không? Khi nó điều chỉnh thì những cái mã cổ phiếu này nó sẽ bị điều chỉnh thôi. Đấy, thì anh chị thấy là bây giờ nó về đến điểm mà em nói chưa? Đối với TPBank về đến vùng giá 18.5 rồi anh chị nhá. Đây là một cái vùng giá mà anh chị có thể xem xét tham gia ngắn hạn một vật và kỳ vọng đánh một nhịp T cộng ha. Kỳ vọng đánh một nhịp T cộng quay trở lại vùng giá 10 19.3, hoặc thậm chí TPBank nó vẫn có thể rũ thêm mất đi cái vùng giá 18 năm này và về đến vùng giá 18, một vùng hỗ trợ bên dưới. Nên là em vẫn lưu ý cho anh chị nhá, hỗ trợ này mất đi thì vẫn có hỗ trợ bên dưới, và đặc biệt là thị trường nó vẫn đang áp lực. Vì vậy em không thể nói là đây là vùng giá anh chị mua đẹp được, tại vì em vẫn nói là thị trường vẫn áp lực, vẫn có thể điều chỉnh thêm về vùng 1.2 1.180 thậm chí về đấy, đúng không? Nên những cái mã cổ phiếu này cũng vậy thôi. Nếu mình muốn bắt trong đoạn này, mình lưu ý cái tỷ trọng tham gia TPBank hiện tại tham gia một phần nhỏ được thôi anh chị nhá, không có đánh lớn ha, không có tham gia với tỷ trọng lớn. Đấy, thì đối với TPBank này anh chị thấy là về quanh vùng hỗ trợ giao găm trong khung daily rồi, có thể mua quanh đây đánh một nhịp ngắn lên 19.3, hoặc thậm chí nó có thể về đến vùng giá 18 lận anh chị nhá. Về TPBank hay là mã cổ phiếu như MSP, anh chị thấy là cũng gần về đến vùng giá 14.5 này, 14.2 này. Đó, đây là hai vùng hỗ trợ của MSP, thì chúng ta cũng có thể canh hai cái vùng hỗ trợ này để tham gia và đánh một nhịp ngắn lên vùng khách sạn ở vùng giá 15 năm. Ok, MSP. Rồi các mã cổ phiếu như là STB cũng đang về đến vùng giá mua rồi anh chị ơi. STB về đến vùng giá 298. Để cho anh chị một cái điểm mua. Và đánh một nhịp ngắn lên vùng 31.15 anh chị nhá. Đối với STB có thể chú ý quanh vùng giá này. Ok, rồi mã cổ phiếu như Techcombank, hiện tại thì Techcombank chưa có điểm mua đâu anh chị. Techcombank anh chị thấy là nó là một cái mã cổ phiếu đã bật tăng rất tốt trong thời gian vừa rồi. Tuy nhiên, nhìn về đa khung nó đang neo ở vùng giá cao và vùng hỗ trợ cân bằng của nó, cái vùng cân bằng trong khung daily này, giao găm này, anh chị thấy là rất là xa nha. Nên là hiện tại chưa có điểm mua đối với Techcombank, kể cả điểm mua ngắn hạn cũng là chưa có. Bởi vì ví dụ như anh chị mua quanh đây đi thì nó chỉ hồi được về loanh quanh vùng giá 41.7, 41.5 thôi. Đó. Thì nó chưa đủ một cái nhịp để mà đánh T cộng cho anh chị. Đối với Techcombank chưa có điểm anh chị nha. Rồi Vietcombank này, Vietcombank cũng vậy thôi. Vietcombank thì nó phải có thể rũ thêm về vùng giá 90.3. Đó, vùng cân bằng dưới này thì chúng ta đã tham gia sẽ ok. Còn hiện tại anh chị thấy nó phá đi cái vùng khách sạn, vùng hỗ trợ Tenkan Kijun rồi. Nên là cái áp lực của nó vẫn còn, nó có thể rũ về vùng giá 90.3, 90.9 đấy.
Nên đối với Vietcombank thì chưa có điểm mua. Những cái mã cổ phiếu mà neo cao sau hỗ trợ như này chúng ta chưa tham gia vội nhá. Nó có thể có những cái nhịp bull lên, sau đó nó lại đặt tiếp cho anh chị. Thì anh chị mình hãy tránh những cái cú bull trap trong đoạn này nhá. Nên là em mới nói là khi mà mình tham gia đánh T cộng thì mình mới phải lưu ý là chia cái tỷ trọng ra, tham gia với cái tỷ trọng nhỏ thôi, tham gia cà phê cà pháo cho vui thôi nhá. Ok. Tiếp theo về nhóm chứng khoán cũng là một nhóm ngành mà anh chị khá quan tâm. Rất nhiều anh chị có hỏi về điểm mua của SSI, nhưng hiện tại SSI anh chị thấy là hỗ trợ gần nhất là quanh vùng giá 36. Tuy nhiên đây là một cái vùng hỗ trợ gãy. Đây là một cái vùng hỗ trợ gãy, vì vậy có khả năng nó tiếp tục sẽ rũ. Thì về đến vùng giá 34.735, lúc đấy mình tham gia sẽ ok hơn nha. Còn hiện tại nó cũng chưa đủ cái nhịp để anh chị đánh T cộng đối với SSI. Thì mình nên đợi thêm về đến vùng giá 34.735, lúc đấy mình tham gia sẽ ok hơn đối với SSI. Hay VCI cũng vậy này, VCI cũng có thể rũ về vùng giá 45.5, lúc đấy mình tham gia anh chị nhé. Còn hiện tại thì nó có vùng khách sạn này, có vùng hỗ trợ tiếp theo quanh vùng giá 46.8. tuy nhiên đánh giá là có thể sẽ mất đi vùng hỗ trợ này và điều chỉnh thêm đấy. Nên là trong giai đoạn này những cái mã cổ phiếu nó đã bật tăng mạnh, nó vẫn đang còn xa hỗ trợ, neo cao xa hỗ trợ. Mặc dù có sự điều chỉnh nhưng chưa điều chỉnh đủ, mình cũng không có đủ cái nhịp để mà đánh T đâu. Nên là bình tĩnh anh chị ha. Ok, tiếp theo về nghe mã cổ phiếu khác trong nhóm, ví dụ như nhóm bất động sản đi. Thì chúng ta thấy là KDH thì nó vẫn cũng đang neo cao này, cũng chưa có điểm mua anh chị nha. KDH thì nó phải chỉnh về ít nhất là loanh quanh giá 34.5, 34.6 thì mới có một cái điểm cho anh chị đánh. KDH rồi Nam Long thì vẽ sẵn cho anh chị này, về ít nhất là vùng giá 40.4, còn không đẹp nhất là vùng giá 39.35. đấy là hai cái điểm mà anh chị có thể chú ý đối với mã cổ phiếu Nam Long này anh chị nha. Hay một vài mã cổ phiếu như là CI, thì anh chị thấy là về đến gần đến điểm mua rồi, đến một cái điểm mua đánh ngắn hạn này. Đối với CI, nếu anh chị bị kẹp những cái vùng giá trên này, anh chị có thể cân lại quanh vùng giá 10-18, nó chỉnh thêm một xíu nữa, cân canh vùng giá 10-18.05, sau đó nó kéo lại vùng giá 18.9-19, anh chị có thể cơ cấu ra bớt anh chị nha. Còn về chung và dài hạn, con này hoàn toàn vẫn có thể tiếp tục tăng lên. Còn về ngắn hạn, áp lực anh chị có thể xem xét là mua quanh vùng giá 18.05, kéo lên vùng giá 19 anh chị ra anh chị ha. Đối với CI hay là mã cổ phiếu như GEX cũng là một cái mã cổ phiếu mà cũng gần về đến điểm, đến điểm anh chị có thể đánh ngắn hạn anh chị ha. Và GEX thì em đánh giá là vẫn tiếp tục nắm giữ được. Trong giai đoạn này thì vẫn có những cái mã cổ phiếu mà em đã cho chốt lời như là nhóm chứng khoán này, tăng cao tăng nóng là em cho chốt này, cho chốt bớt để mà thu cái sức mua về để đánh cái nhịp mới này. Còn những cái mã cổ phiếu như GEX hay là CI thì cái dư địa tăng nó còn nhiều và nó chưa tăng nóng như là những cái mã cổ phiếu nhóm ngành khác, vì thế em vẫn cho nắm giữ anh chị nha. Và có thể là em sẽ cho cover thêm ở những cái vùng giá hỗ trợ tiếp theo đấy. Nên là trong giai đoạn này nếu anh chị mình chưa có người hỗ trợ đồng hành để mà có được những cái hướng đi cho nó hiệu quả này, đúng không? Và có được những cái mã cổ phiếu tham gia đúng chiến lược mua, bán được những đúng điểm, thì hãy liên hệ ngay với em Huyền anh chị nha. Chỉ cần có tài khoản tại công ty chứng khoán VBS thôi. Nếu chưa có thì mở mới có tài khoản theo cái đường link mà em Huyền để bên phần cùng chat. Còn nếu đã có tài khoản rồi thì chuyển ID về là được anh chị ha. Rất mong chờ quý anh chị mình về với đội của em Huyền để em Huyền đồng hành và hỗ trợ cùng anh chị trên chặng đường đầu tư anh chị nhé. Và đặc biệt là em Huyền có thêm một cái room Zalo trải nghiệm để bên phần cùng chat. Nếu anh chị chưa đăng ký thì đăng ký vào, bởi vì trong cái room này ấy thì sẽ hỗ trợ hoàn toàn miễn phí trực tiếp trong phiên giao dịch. Anh chị cần tư vấn hỗ trợ gì cứ chat trong room, em Huyền sẽ tư vấn hỗ trợ thêm cho anh chị. Và thời gian sắp tới có những cái mã cổ phiếu có thể đánh ngắn hạn, có thể tham gia cà phê, em vẫn có thể chia sẻ lên những cái cơ hội cho anh chị ha. Cảm ơn quý chị vì đã theo dõi video nha. Đừng quên để lại cho em một nút like, một đăng ký kênh, thả những cái icon, những cái trái tim màu tím hoặc bất kỳ cái icon nào để mà động viên, hỗ trợ tinh thần anh Huyền cũng như tăng độ tương tác cho kênh, tăng độ tương tác cho cái video này anh chị ha. Rất mong là những cái chia sẻ thì trong video sẽ phần nào giúp ích được cho anh chị trong cái quá trình chúng ta đầu tư và đặc biệt là trong cái giai đoạn hiện tại. Cảm ơn quý anh chị mình rất nhiều. Chúc quý anh chị mình một buổi chiều vui vẻ, an lành bên gia đình và người thân nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.